Avenzac. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avenzac. Chào tất cả các em học sinh, chào mừng các em đến với video bài học ngày hôm nay. Và trong bài học ngày hôm nay thì cô sẽ cùng các em tìm hiểu về axit bazơ và muối theo thuyết Azelius nha. Và trước khi đi vào bài học thì cô sẽ giới thiệu qua với các em một chút về nhà bác học Azelius, được chưa? Các em hãy cùng quan sát lên trên bảng. Trên bảng đây chính là chân dung nhà bác học Azelius. Ông sinh năm 1859 và mất năm 1927 nhá. Và Azelius là nhà khoa học người Thụy Điển, được chưa? Ông đã được nhận giải Nobel về khoa học vào năm 1903 nhá. Và Azelius là tác giả của thuyết axit bazơ, phương trình Azelius và nhiều công trình khác, được chưa? Và ông là người có ảnh hưởng rất lớn đối với nền khoa học thời đó. Vậy axit theo Azelius được định nghĩa như thế nào? Thì sau đây cô sẽ cùng các em đi vào tìm hiểu ở phần 1 là mã axit. Trước tiên là về định nghĩa. Thì các em hãy cùng quan sát lên trên bảng. Ở trên bảng cô có một số ví dụ như sau. Và ngay từ trung học cơ sở thì các em đã biết là axit chlorhydric thì có công thức phân tử là HCl. Axit fluorhydric thì có công thức phân tử là HF. Và axit acetic thì có công thức cấu tạo là CH3COOH. Và ở bài học ngày hôm trước thì các em đã biết là HCl ở đây là chất điện lý mạnh, còn HF và CH3COOH ở đây là các chất điện lý yếu. Vậy bây giờ ôn lại một chút về kiến thức cũ, các em hãy viết phương trình điện lý của các chất này. Nào chúng ta cùng viết nhé. Trước tiên axit chlorhydric là chất điện lý mạnh, vậy nó sẽ phân ly hoàn toàn giá H cộng và Cl trừ, đúng không? Axit fluorhydric HF chất điện lý yếu, vậy ở đây sẽ là hai mũi tên ngược chiều nhau để thể hiện, đúng không? Phân ly ra H cộng và F trừ. Tiếp axit acetic nó cũng là chất điện lý yếu và phân ly ra H cộng và CH3COO trừ. Bây giờ các em hãy cùng quan sát vào các phương trình điện lý này. Mình thấy điểm chung của các phương trình điện lý này là gì? À các em thấy ngay đúng không? Đều phân ly giá H cộng. Đây, đều phân ly giá H cộng. Và theo Azelius thì axit được định nghĩa như sau. Đó là gì? Axit là chất khi tan trong nước phân ly ra cation H cộng, được chưa? Và ngay từ chương trình khoa học lớp 9 thì các em đã biết là các dung dịch axit thì đều có các tính chất chung. Đều có các tính chất chung. Các em có thể liệt kê lại được không? À liệt kê được, đúng không? Tính chất chung của axit đó là gì? Thứ nhất là làm đổi màu quý tím, đúng không? À, tác dụng được với gì? Tác dụng được với kim loại. Tác dụng được với oxit kim loại. Tác dụng với gì nữa nhỉ? Tác dụng với bazơ. Rồi, oxit bazơ. Và người ta giải thích nguyên nhân gây ra những cái tính chất chung này của axit là bởi vì ở các cation H cộng. Được chưa? Như vậy các em chú ý như sau, đó là các axit có một số tính chất chung, đó là tính chất của H cộng trong dung dịch, được chưa? Và các axit mà cô vừa lấy ví dụ ở trên bảng này chính là các axit một nấc. Tức là trong nước nó chỉ phân ly một lần ra H cộng. Vậy có axit một nấc thì phải có axit nhiều nấc. Vậy thế nào là axit nhiều nấc? Thì sau đây chúng ta cùng đi vào tìm hiểu ở phần 2 nhỏ. Sau đây thì chúng ta cùng đi vào tìm hiểu phần 2 nhỏ axit nhiều nấc. Thì các em chú ý nhé, axit nhiều nấc được định nghĩa như sau. Những axit khi tan trong nước mà phân tử phân ly nhiều nấc ra ion H cộng là axit nhiều nấc. Được chưa? Và chú ý những từ khóa thì cô đã chuyển thành màu vàng. Và để các em dễ hình dung thì sau đây cô sẽ lấy một số ví dụ như sau. Ví dụ đầu tiên đó chính là axit carbonic H2CO3.
Thì quá trình phân ly theo từng nấc của axit carbonic này như sau. Ở nấc đầu tiên hay là nấc 1 nhá, thì axit carbonic này sẽ phân ly ra 1H+. Chú ý axit carbonic là chất điện ly yếu. Vậy thì phân ly ra 1H+ thì phần còn lại sẽ là HCO3-, được chưa? Sau đó cái gốc HCO3- này vẫn còn hydro có thể phân ly ra H+ được nữa. Vậy sẽ tiếp tục có nấc thứ hai. Nấc thứ hai đó chính là HCO3-. Tiếp tục phân ly yếu ra H+ và CO3-, được chưa? Như vậy chúng ta có axit carbonic là axit hai lớp. Do nó có thể phân ly hai nấc ra H+, được chưa? Và như vậy thì chúng ta có là trong dung dịch axit carbonic thì sẽ có các ion sau. Đây là một câu rất hay hỏi trong đề thi nhá. Vậy sẽ có các ion nào thì chắc chắn là sẽ phải có H+, đúng không? Vậy chắc chắn sẽ có H+ này. Sẽ có HCO3-, được chưa? Bởi vì ở đây HCO3- là điện ly yếu ra H+ và CO3-, đúng không? Và sẽ có CO3-, nhá. Nhấn mạnh các ion, được chưa? Lấy ví dụ tiếp, đó là trường hợp axit phosphoric H3PO4. Thì chúng ta cũng có quá trình phân ly theo từng nấc của axit phosphoric như sau. Ở nấc đầu tiên thì axit phosphoric sẽ phân ly ra 1H+. Đấy, và axit phosphoric là chất điện ly yếu. Vậy thể hiện nha. Vậy phân ly ra 1H+ thì phần còn lại sẽ là H2PO4-. Các em cứ nhớ nhé, so với cái phân tử axit ban đầu mất đi bao nhiêu hydro thì cái gốc này sẽ mang điện tích âm tương ứng. Ở đây mất 1 hydro để được HPO4, vậy thì sẽ là HPO4-. À cô xin lỗi nhé, H2PO4-, được chưa? Tiếp này, H2PO4- này vẫn còn hydro có thể phân ly tiếp. Vậy chúng ta sẽ có tiếp nấc thứ hai. Đó là H2PO4- phân ly tiếp ra H+ và HPO4-. Đó, các em nhìn chưa? Mất 2 hydro so với cái axit ban đầu, vậy ở đây sẽ là mang điện tích là 2-, được chưa? Tiếp này, trong cái gốc HPO4-2- này vẫn còn hydro có thể phân ly ra H+. Vậy tiếp tục có nấc thứ 3. Đó là HPO4-2- sẽ phân ly tiếp ra H+ và PO4-3-. Như vậy nhìn vào đây chúng ta sẽ có nhận xét là gì? Axit phosphoric là axit mấy nấc đấy? À, là axit 3 nấc. Đấy, do nó có thể phân ly 3 nấc ra H+, được chưa? Và chúng ta sẽ thêm một câu hỏi phụ nữa nhé. Vậy trong dung dịch axit phosphoric thì sẽ có các ion nào? Sẽ có mấy ion đây? Chúng ta để ý này, sẽ có các ion là H+, chắc chắn sẽ có này. Sẽ có H2PO4-, đúng không? Vì đây là các quá trình phân ly yếu, vậy chắc chắn sẽ có tất cả các ion này, đúng không? HPO4-2- và PO4-3-. Như vậy các em đã hiểu thế nào là axit nhiều nấc chưa? Và biết cách viết sự phân ly theo từng nấc của các axit nhiều nấc chưa? Như vậy là vừa rồi thì cô đã cùng các em tìm hiểu về axit theo Azelius. Vậy bazơ theo Azelius được phát biểu như thế nào? Thì sau đây chúng ta cùng đi vào tìm hiểu ở phần 2 La Mã bazơ. Trước tiên là về định nghĩa. Thì các em hãy cùng quan sát lên trên bảng. Ở trên bảng thì cô có lấy cho chúng ta một số ví dụ, đó là các bazơ. Và ở bài hôm trước thì chúng ta đã biết cách viết phương trình điện ly của các bazơ trong nước rồi. Nào bây giờ chúng ta cùng viết các phương trình điện ly của các bazơ này nhá. Trước tiên natri hydroxit, mình có đây là chất điện ly mạnh. Vậy sẽ phân ly hoàn toàn ra cái gì? Na+ và OH-, được chưa? Tiếp này, bari hydroxit, cũng là chất điện ly mạnh. Vậy thì phân ly hoàn toàn ra Ba2+ và OH-. Chú ý nhá, ở đây có hai nhóm OH, vậy chúng ta phải thêm 2 vào OH-.
Tiếp đến trường hợp cuối cùng, magie hydroxit. À, đây là chất điện ly yếu. Vậy nó sẽ phân ly ra Mg2 cộng và OH trừ. Và đây thì chúng ta cũng thêm 2 vào OH trừ. Như vậy nhìn vào các phương trình điện ly này, chúng ta thấy đặc điểm chung là gì? Đều thấy phân ly ra OH trừ. Và theo Azelius thì bazơ được phát biểu như sau. Bazơ là chất khi tan trong nước phân ly ra anion OH trừ. Và ngay từ lớp 9 thì chúng ta đã biết là các dung dịch bazơ thì có những tính chất chung là gì? À, đầu tiên phải kể đến đó chính là làm đổi màu chỉ thị. Cụ thể là làm đổi màu quỳ tím thành màu xanh và làm đổi màu phenol phthalein từ không màu thành màu đỏ. Đấy. Dung dịch bazơ có thể tác dụng được với oxit axit đúng không? Hay là tác dụng được với dung dịch axit. Ngoài ra thì một số dung dịch bazơ có thể tác dụng được với một số dung dịch muối. Đúng không? Và người ta giải thích nguyên nhân gây ra những tính chất chung của dung dịch bazơ đó là gì? Do ion OH trừ có trong dung dịch nha. Như vậy các em chú ý như sau. Các dung dịch bazơ có một số tính chất chung, đó là tính chất của OH trừ trong dung dịch. Và ở phần axit thì chúng ta có nghiên cứu về axit một nấc và axit nhiều nấc. Vậy với các bazơ thì có bazơ một nấc và bazơ nhiều nấc không? Thì lưu ý với các em là có bazơ một nấc và bazơ nhiều nấc. Tuy nhiên cái phần bazơ nhiều nấc ấy thì trong sách cơ bản không đề cập đến. Do vậy thì cô chỉ giới thiệu qua cho các em thôi nhá. Thì tương tự như axit, bazơ một nấc là bazơ mà chỉ phân ly một nấc ra OH trừ. Như vậy chúng ta có NaOH ở đây chính là bazơ một nấc. Tương tự bazơ nhiều nấc chính là các bazơ mà gì? Phân ly nhiều nấc ra OH trừ. Như vậy mình có magie hydroxit ở đây chính là bazơ nhiều nấc và cụ thể ở đây chính là bazơ hai nấc. Và cô có giới thiệu thêm cho các em biết phương trình điện ly của magie hydroxit theo từng nấc nhá. Đây cô sẽ viết xuống phía dưới này. Thì ở nấc thứ nhất đó là sẽ phân ly ra một OH trừ, được chưa? Ở đây là phân ly yếu nhá. Vậy phần còn lại ở đây sẽ là gì? MgOH cộng, được chưa? Cứ mất đi bao nhiêu nhóm OH thì ở đây sẽ mang điện tích dương tương ứng, được chưa? Bởi vì nhóm OH mang một điện tích âm mà. Vậy nấc thứ hai chính là gì? MgOH cộng phân ly tiếp ra OH trừ và Mg2 cộng, được chưa? Tuy nhiên là cái bazơ nhiều nấc thì trong chương trình học cơ bản chúng ta không xét nhá. Và chúng ta có thể viết luôn phương trình điện ly của các chất điện ly yếu mà có phân ly theo nhiều nấc như thế này luôn, được chưa? Các em hình dung ra chưa? Sau đây cô sẽ cùng các em chuyển sang tìm hiểu một khái niệm mới, đó chính là hydroxit lưỡng tính. À, nghe cái tên lưỡng tính, vậy chúng ta dễ dàng hiểu ra đó là hydroxit mang gì? Mang hai đặc tính, đúng không? Vậy cụ thể hydroxit lưỡng tính là như thế nào? Thì các em cùng quan sát lên trên bảng. Hydroxit lưỡng tính là hydroxit khi tan trong nước vừa có thể phân ly như axit, vừa có thể phân ly ra bazơ, được chưa? Và một số hydroxit lưỡng tính mà chúng ta hay gặp đó chính là kẽm hydroxit, nhôm hydroxit, thiếc hydroxit và trì hydroxit. Ngoài ra thì các bạn còn có thể gặp như là beri hydroxit, được chưa? Sau đây thì cô sẽ hướng dẫn các bạn viết phương trình điện ly của các hydroxit lưỡng tính này nhá. Trước tiên là về kẽm hydroxit. Thì kẽm hydroxit nếu như nó phân ly theo kiểu bazơ nhá. Phân ly cô viết tắt theo kiểu bazơ thì sẽ như sau. À, phân ly theo kiểu bazơ tức là gì? Khi tan trong nước nó phân ly ra OH trừ. Vậy các bạn sẽ viết tương tự như là phương trình điện ly của các bazơ thôi. Đó là gì? Kẽm hydroxit là chất điện ly yếu. À, phân ly ra Zn2 cộng và OH trừ.
Chú ý nhé, ở đây có hai nhóm OH, vậy mình sẽ thêm 2 vào OH trừ, được chưa? Vậy phân ly theo kiểu axit là như thế nào? Thì tức là nó sẽ phân ly ra H cộng, được chưa? Và để các em dễ hình dung ra cách phân ly theo kiểu axit nhá, thì ở đây các bạn có thể ghi là ZnOH tất cả 2 lần, hoặc các bạn có thể chuyển nó về dạng axit, đó là gì? H2ZnO2, được chưa? Vậy ở đây mình sẽ có như sau, kiểu axit H2ZnO2, hoặc các em có thể viết là ZnOH tất cả 2 lần đều được, được chưa? Phân ly yếu ra H cộng và ZnO2 trừ, O2 2 trừ nhá. Vậy ở đây sẽ là thêm 2 và H cộng, được chưa? Tương tự, chúng ta có phương trình điện ly của nhôm hydroxit theo kiểu axit và kiểu bazơ như sau. Trước tiên là phân ly theo kiểu bazơ trước nhá. Thì mình sẽ có như sau này. Nhôm hydroxit phân ly yếu ra Al3 cộng và OH trừ. Chú ý ở đây có 3 nhóm OH, vậy để thêm 3 vào OH trừ, được chưa? Vậy theo kiểu axit là như thế nào? Thì ở đây các em có thể viết là AlOH tất cả 3 lần, phân ly theo kiểu axit, hoặc các em có thể chuyển cái nhôm hydroxit này dưới dạng axit như sau. Nó sẽ có dạng là HAlO2 ngậm một phần tử nước. Vậy phân ly theo kiểu axit như sau này. HAlO2 ngậm phần tử nước sẽ phân ly ra H cộng, kiểu axit thì sẽ phân ly ra H cộng. Ở đây sẽ là AlO2 trừ và còn lại một phân tử nước nhá. Ở đây mình bỏ qua sự phân ly của nước thì nó sẽ là như sau, được chưa? Như vậy tương tự, các em hãy tương tự nha, các em về nhà hãy viết phương trình điện ly cho thiết hydroxit và thiết 2 hydroxit và trì 2 hydroxit theo kiểu axit và kiểu bazơ. Sau đó thì hãy comment xuống phía dưới này để cô kiểm tra xem là các bạn làm đúng hay làm sai nhá. Như vậy là các em đã biết thế nào là hydroxit lưỡng tính và viết phương trình phân ly của các hydroxit lưỡng tính theo kiểu axit và kiểu bazơ chưa? Sau đây thì cô sẽ cùng các em đi vào tìm hiểu phần lý thuyết cuối cùng ở trong bài, đó chính là muối. Thì ngay từ lớp 9 thì chúng ta đã biết là muối, công thức hóa học của muối nhá, thì gồm kim loại hoặc là nhóm amoni và gốc axit. Vậy theo Arthur Lewis thì muối được phát biểu như thế nào? Thì các em chú ý như sau. Muối là hợp chất khi tan trong nước phân ly ra cation kim loại hoặc cation amoni và anion gốc axit. Và ở trên bảng thì cô có lấy cho chúng ta một số ví dụ sau. Muối amoni đó là amoni nitrat và muối kim loại đó là muối natri hydrocarbonate. Và ở bài ngày hôm trước thì chúng ta đã biết là gì? Hầu hết các muối là chất điện lý mạnh. Vậy thì mình dễ dàng viết được phương trình điện ly của hai muối này, đúng không? Muối phía trên amoni nitrat, vậy nó sẽ phân ly hoàn toàn ra cation amoni, tức là cation NH4 cộng, và anion gốc axit ở đây chính là NO3 trừ, được chưa? Thế còn natri hydrocarbonate thì đây cũng là chất điện ly mạnh, vậy nó sẽ phân ly hoàn toàn ra Na cộng và HCO3 trừ, được chưa? Và về phân loại muối thì ngay từ chương trình hóa học lớp 9 thì chúng ta đã biết là muối được phân thành hai loại, đó là muối axit và muối trung hòa. Muối trung hòa là muối mà trong gốc axit không còn hydro, đúng không? Còn muối axit là muối mà trong gốc axit vẫn còn hydro. Và lên lớp 11 nhá, thì khái niệm về muối trung hòa và muối axit đã được phát triển lên. Chúng ta không còn khái niệm như lớp 9 nữa và mình phát triển lên như sau. Trước tiên là về muối trung hòa thì các em chú ý nắm được như sau. Muối mà anion gốc axit không còn hydro có khả năng phân ly ra H cộng thì đó là muối trung hòa. Lấy ví dụ một số muối trung hòa, chẳng hạn như là cái amoni nitrat này mà cô vừa lấy ví dụ nhá. Gốc axit đây, gốc NO3 trừ, không còn hydro có thể phân ly ra H cộng. Vậy đây chính là muối trung hòa. Hay chẳng hạn như là natri clorua, đấy, amoni sunfat
kali carbonate. Đấy, đây là các muối trung hòa. Và đây thì các em sẽ nhìn thấy một muối nữa mà cô chuyển thành màu vàng, đó là NaH2PO2. Nhiều bạn thắc mắc là cô ơi, ở trong gốc axit này, đây gốc axit chính là gốc H2PO2 trừ. Nhiều bạn thắc mắc là cô ơi, trong cái gốc axit này vẫn còn hydro, tại sao nó lại là muối trung hòa? Thì các em chú ý nhé, nhìn vào cái khái niệm như sau. Muối trung hòa là muối mà anion gốc axit không còn hydro có khả năng phân ly ra H cộng. Như vậy trong cái gốc axit này nó vẫn có hydro nhưng nó lại không thể phân ly ra H cộng. Do đó cái muối này là muối trung hòa. Và đây cũng là cái phần chú ý ở cuối sách giáo khoa của chúng ta đấy. Được chưa? Thế về muối axit thì các em chú ý nắm được như sau. Muối mà anion gốc axit vẫn còn hydro có khả năng phân ly ra ion H cộng thì đó là muối axit. Và lấy ví dụ một số muối axit chẳng hạn như là gì? Natri hydrosulfat đấy. Natri dihydrophosphat đấy. Đây là các muối axit, được chưa? Thế về phương trình điện ly của các muối thì như sau. Chúng ta đã biết ngay từ bài hôm trước rồi, đó là gì? Hầu hết các muối là chất điện ly mạnh, trừ một số trường hợp. Chẳng hạn như là gì? HgCl2 đúng không? Và HgCN2. Đây là các chất điện ly yếu đúng không? Thì hầu hết các muối mà chúng ta gặp là chất điện ly mạnh. Và giả sử trong trường hợp mà muối của chúng ta phân ly ra gốc axit vẫn còn khả năng phân ly tiếp ra H cộng thì sẽ xảy ra tiếp như sau, đó là cái gốc HC3 trừ này lại tiếp tục phân ly yếu ra H cộng và CO3 2 trừ. Như vậy các em đã nắm được thế nào là muối, phân loại muối và cách viết phương trình điện ly của muối chưa? Và phần muối này thì cũng đã khép lại phần lý thuyết của chúng ta ngày hôm nay. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.